Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim vừa mới ra mắt, đó chính là bộ phim Wonder Woman, Nữ Thần Chiến Binh. Thì quả thật đây là một bộ phim mình trông chờ rất là lâu rồi, và hôm nay là mình vừa mới xem bộ phim này, cảm giác rất là đã, vẫn còn đang rất là lâng lâng các bạn. Thì phim do nữ diễn viên chính, đó chính là cô Hoa hậu Israel có tên là Gal Gadot. Thì quả thật đây là một cô nàng rất là xinh đẹp các bạn. Trong phim á, khi mình xem phim á, khán giả xung quanh mình đều rất là trầm trồ với vẻ đẹp của cô này. Thì cô này mang cái nét gì đó hao hao giống như là Angela Jolie á, mà từng góc mặt, từng cái cử chỉ là rất là xinh đẹp. Quả thật đây là một lựa chọn rất là phù hợp cho nhân vật Wonder Woman Diana. Thì mình cũng kể sơ về nhân vật này. Thì bộ phim này như là cái một cái câu chuyện kể về cái trước cái kể về sự hình thành của Wonder Woman trước khi gặp Superman và Batman trong cái phần phim chúng ta vừa coi các bạn. Thì cái phần cuộc chiến giữa Batman và Superman thì có xuất hiện Wonder Woman hỗ trợ cho hai nhân vật này. Thì bộ phim này chúng ta sẽ được nghe được cái nguồn gốc của Wonder Woman. Thì cái cô này là con của thần, đây cũng là một cái vị thần các bạn, con của thần Zeus ha. Rồi thần Zeus này có một người con nữa, đó chính là Ares, là một vị thần chiến tranh, vị thần của giống như là cái sự tàn ác các bạn. Cô này cũng được rèn luyện từ nhỏ các bạn, được mẹ và những người dì của mình rèn luyện cái kỹ năng chiến đấu và võ thuật. Thì đến một khi cô lớn lên á, thì cô sống trong một cái vùng đất được bao bọc an toàn các bạn. Thì đến một ngày thì cái sự an toàn ấy không còn nữa, là một cái anh chàng phi công trong cuộc chiến thế chiến các bạn, trong cuộc thế chiến đã vô tình lạc vào cái vùng đất của cô, và từ đó là cái mọi ranh giới nó không có còn nữa. Thì cũng chính từ cái sự kiện này, cô cùng với cái anh chàng phi công này quyết tâm giành lãnh công lý, và cô đã bỏ cái vùng đất của mình để đi theo anh chàng này. Và từ đây cũng là cái sự dẫn đến sự tình yêu của hai người các bạn, một vị thần yêu một người thường. Wonder Woman là một bộ cũng là một nhân vật truyện tranh các bạn của DC Comics. Là cái nhân vật này đã đời vào khoảng năm 1941 cho đến hôm nay là cũng hơn 75 năm nhân vật này tồn tại, và hiện tại đang được hãng DC rất là chú trọng hình ảnh và đưa vào sản xuất phim. Thì Wonder Woman vừa có một bộ phim riêng, và sắp tới là sẽ có những bộ phim chung trong Liên Minh Công Lý nè, rồi những bộ phim Superman. Thì chắc chắn là nhân vật Wonder Woman sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, và chúng ta sẽ được xem cô diễn xuất nhiều hơn. Nói về bộ phim này thì quả thật là phim rất là hay các bạn, phải nói là rất là hay. Thì trong phim nó, cái tập phim này nó không có nói về một cái thế lực ngoài trái đất hay gì xa xôi, hay là những con quái vật ngoài trái đất xa xôi hay gì đó, mà chính là con người của chúng ta các bạn. Trong cái thời chiến tranh thì chính con người đã giết hại lẫn nhau, mà chứ không có một thế lực nào bên ngoài can thiệp vào hết. Ngay cả Ares, các bạn, Ares là vị thần chiến tranh, cái ác á, đã nói là không phải do ta, mà do chính những con người đã tự thù ghét nhau và tự giết lẫn nhau. Thì rõ ràng là nó mang một cái tính nhân văn rất là cao ha. Ngoài ra cũng có những sự hy sinh, ví dụ như là sự hy sinh của tình yêu nè, nói chung là nhiều cái nó ý nghĩa lắm các bạn. Thì chúng ta nên ra rạp để xem phim để hiểu hơn, thì mình cũng không kể thêm nhiều, để một cái chút gì đó để chúng ta sẽ ra rạp coi nó sẽ hấp dẫn và hay hơn. Thì mình cũng nhấn mạnh là đây là một bộ phim đáng xem, có tình yêu cũng có, là tình yêu giữa Wonder Woman Diana với lại Steve do Chris Pine, là một anh chàng rất thành công trong loạt phim Star Trek các bạn. Hai nhân vật này kết hợp lại quả thật là bộ phim đáng xem đúng không? Trong phim các bạn sẽ thấy nữ thần chiến binh chúng ta đôi lúc sẽ gục ngã, nhưng mà cái niềm tin để cô ta đứng dậy đó chính là tình yêu của cô ta dành cho cái chàng điệp viên phi công.
thì chúng ta thấy là không có gì, ý là không có gì mạnh bằng sức mạnh của tình yêu các bạn, thì nó sẽ chiến thắng tất cả. Thì đó, thì những cái yếu tố trên thì mình đã nhấn mạnh là đây là một bộ phim đáng xem, thì chúng ta cũng dành ít thời gian để xem bộ phim này. Thì hiện tại là trong rạp có rất là nhiều phim, nhưng mà mình thấy hiện tại là có Wonder Woman và Cướp Biển Vùng Caribe là hai bộ phim mình nghĩ là đáng xem nhất trong tháng này các bạn. Các bạn đã có thời gian đi xem phim với bạn bè, chúng ta nên chọn hai bộ phim này. Và ưu tiên nhất là Wonder Woman, là mình vừa mới xem xong, là quá thật. Kỹ xảo thì chúng ta khỏi bàn, cốt truyện thì nó lại rất là hay. Mình có thể mình xem được cái nguồn gốc của nhân vật Wonder Woman. Rồi trong phim có nhiều cái hay lắm. Tuy nhiên mình đã nói là tình nhân văn nè, rồi tình yêu, rồi tình người, rất là nhiều thứ để chúng ta xem. Và bộ phim kéo dài hơn 2 tiếng các bạn, thì chúng ta sẽ xem từng cái phân cảnh mà chúng ta không hề chán, mà xem hết phim luôn. Và quả thật là nếu như bạn nào mà đã xem bộ truyện này rồi thì thấy là trong phim, trong những phim ảnh điện ảnh á, mạnh mẽ hơn rất là nhiều trong truyện. Nó khác với Superman ha. Superman ví dụ như trong truyện mình thấy rất là mạnh mẽ, mà nhiều khi phim nó không mạnh mẽ bằng các bạn. Thì Wonder Woman trong phim rất là mạnh mẽ và bạo liệt. Và chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến rạp để xem bộ phim này.